Trong cuộc sống có rất là nhiều những rắc rối, nhất là khi bạn là phụ nữ và không phải lúc nào cũng có một người đàn ông ở bên cạnh. Tuy nhiên, các bạn đừng lo, hãy bật video của chàng trai ngọt ngào Handyman và tôi sẽ là người đàn ông của bạn mọi lúc mọi nơi. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Quang Đạt. Tôi sẽ giải đáp một vài những câu hỏi, một vài thắc mắc ở một vị trí là một người có rất là nhiều kinh nghiệm khi mà đi máy bay. Thực sự nhiều khi tôi cũng không hiểu là mọi người lấy cái ý tưởng nhét bông vào tai ở đâu. Chuyện bạn bị ù tai thì sẽ xảy ra với 100% số người trên đi máy bay. Tại vì nó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Khi mà máy bay nó thay đổi áp suất thì phần áp suất phía bên trong tai nó không cân bằng với phần phía bên ngoài, làm cho bạn bị ù tai. Cho nên nhét bông vào tai hoàn toàn không giúp ích gì trong việc tránh cho bạn bị ù tai cả. Và mỗi lần bạn bị ù tai thì sẽ có một vài cách. Thứ nhất, bạn nuốt nước miếng một chút, nuốt nước bọt một chút. Thứ hai là các bạn có thể nhai kẹo cao su. Thứ ba, có một cách mà hơi xấu xí một tí nhưng mà rất là có tác dụng. Các bạn bịt mũi vào, sau đó thổi hơi vào hai phía bên tai. Nó sẽ làm tai bạn thông ngay lập tức. Đây cũng là một hành động hơi buồn cười của mọi người khi máy bay. Tôi có cảm giác giống như mọi người đang đi tàu lượn siêu tốc ấy. Tức là khi mà tàu lượn vừa mới vào bãi một cái là mình có thể cởi ra luôn. Nhưng mà máy bay thì không phải như vậy. Nhất là khi các bạn máy bay vừa chạm đất thì nó sẽ có một khoảng các máy bay phải chạy đà để giảm tốc độ nữa. Và thứ hai là khi mà máy bay ở trên đường lăn ấy, thì vẫn còn những cái rủi ro mà có thể xảy ra. Ví dụ như là khi mà máy bay đang lăn thì phi công nếu như mà bất ngờ nhìn thấy một cái chướng ngại vật nào đấy thì chúng tôi buộc lòng chúng ta phải phanh rất là gấp. Các bạn có thể bị ngã. Một trong những cái quy định rất là rõ ràng đó là khi nào mà máy bay vào đến bãi đậu và dừng hẳn lại rồi và đèn hiệu cái dây được tắt đi thì các bạn mới được tháo dây an toàn ra. Việc sử dụng điện thoại thì bị cấm ở rất là nhiều những cái hãng hàng không. Bạn thử lấy một cái máy điện thoại khác, gọi vào điện thoại của bạn và sau bạn đặt cái điện thoại của bạn cạnh cái tivi chẳng hạn và nghe xem cái tiếng ở trong cái tivi này nó bị làm sao, nó sẽ bị ảnh hưởng, nó bị nhiễu sóng. Và nếu như các bạn tưởng tượng 180-200 người cùng một lúc gọi điện thoại như vậy thì chắc chắn là cái sóng mà để đến cái sóng liên lạc với máy bay thì nó sẽ bị nhiễu rất là nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến chuyến bay. Đấy là lý do vì sao mà việc sử dụng điện thoại di động đặc biệt bị cấm khi mà cất cánh hạ cánh và hầu như là trong toàn bộ chuyến bay thì được. Việc chỉnh lại bàn ăn và dựng thẳng lưng ghế là để phòng trong một trường hợp máy bay sẽ phải sơ tán khi gặp trục trặc. Bởi vì khi bạn sơ tán, các bạn tưởng tượng các bạn ngồi ngay ở phía ngoài và các bạn gặp ra ngoài thì những cái người bên trong người ta sẽ không thể nào người ta thoát hiểm được. Với một chiếc máy bay thì chỉ có một khoảng thời gian nhất định để thoát hiểm thôi, là có thể là từ 90 giây hay là đến 2 phút hay như nào tùy vào loại máy bay. Tôi cũng không hiểu là vì sao mọi người lại sợ là sử dụng toilet trong máy bay thì có thể bị hút xuống. Tại vì thực ra cái tiếng kêu của nó rất là to, bởi vì nó dùng cái lực hút nước xuống một cái hầm chứa cái chất thải ấy. Nhưng mà cái lực đấy thì không thể nào mà có thể kéo một cái gì đấy xuống, chứ đừng nói là kiểu nội tạng của bạn. Và thậm chí là các bạn có thể xả khi mà các bạn đang ngồi trên toilet cũng được, không vấn đề.